Kính thưa quý doanh nghiệp, có lẽ đây là cái phần mà tôi nghĩ là nó hay nhất trong cái chương trình ngày hôm nay. Hồi nãy giờ thì có lẽ là các anh chị chúng ta đã nghe các diễn giả là những người rất là am tường trong lĩnh vực mà họ đang công tác. Nhưng mà giờ mình nói về thương mại điện tử thì rất là nhiều rồi. Sáng giờ mình nói các sàn giao dịch thương mại điện tử người ta cũng đã cung cấp thông tin, rồi các anh chị bên pháp lý người ta cũng đã cung cấp những thông tin. Tuy nhiên, để cho cái phần mà họ đáp á, là điều quan trọng nhất mà khi mà những cái doanh nghiệp người ta quan tâm họ cần đấy, thì xin mời các quý doanh nghiệp chúng ta đặt câu hỏi. Thì các anh chị hình thức thì có thể là ban tổ chức chúng tôi đã phát phiếu gửi cho các anh chị ghi, hay là các anh chị nào có thể giơ tay trước thì tôi sẽ mời. Tuy nhiên, trước khi đi vào cái phần trả lời thì cũng có một số câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được trước. Chúng tôi xin đặt ra một số vấn đề ở đây cho những cái chuyên gia, những người rất là am tường trong lĩnh vực mà mình phụ trách. Trước hết thì chắc xin có một cái câu hỏi dành cho chị Hà Quyên. Dạ, thì có câu hỏi như thế này. Cái vấn đề thanh toán mà khi giao dịch trên cái sàn thương mại điện tử á, là một cái vấn đề nó cũng rất là nhiều cái phải bàn cãi. Thí dụ có nhiều trường hợp á, là khi mà người ta thanh toán cho sàn rồi nhưng mà hàng không được giao, hoặc là khi giao á, thì lại nó không đúng với lại những cái hình ảnh mà người ta thấy trên đấy. Đây là một điều rất là phổ biến. Thì khi mà gặp những trường hợp như vậy á, thì yêu cầu là hoàn tiền lại, nhưng người ta yêu cầu hoàn tiền lại nhưng mà chờ mãi cũng không được hoàn tiền. Thì dưới góc độ mà về một luật sư á, thì chị có thể nói thêm về vấn đề này như thế nào, và việc thanh toán trực tuyến như thế này thì nó có những cái tiềm ẩn, những cái rủi ro gì. Thì xin mời chị Quyên. Trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi xin phép tôi sẽ trình bày trước cái câu trả lời, và bạn Trang ở bên pháp lý của Tiki có thể bổ sung thêm nếu mà bạn Trang thấy có nội dung gì mà bạn Trang thấy là cần trao đổi thêm. Thì trước tiên là tôi hiểu là chúng ta mua hàng trên sàn thì giống như chúng ta đi mua hàng, tức có cái hình thức là online của một cái siêu thị. Nó là một cái siêu thị online, đúng không ạ? Tức là thay vì chúng ta đi vô siêu thị, chúng ta mua hàng của từng gian hàng và siêu thị bán hàng cho chúng ta, thì bây giờ chúng ta mua online là chúng ta lựa chọn cái gian hàng và chúng ta mua hàng. Thì thông thường tôi thấy là luôn luôn có thông tin về nhà bán ở trên cái sàn đó. Thì đầu tiên là cái việc mà mua hàng xong mà không được thanh toán, đã thanh toán rồi thì tôi hiểu trong tình huống này là người mua hàng đang lựa chọn là phương thức trả tiền trước. Sau khi trả tiền xong rồi, chờ mãi thì không thấy hàng đâu hết. Thì có thể làm gì trong cái tình huống như vậy? Thì tôi hiểu nó có nhiều cái điểm liên quan ở đây. Thì đầu tiên là cái việc thanh toán qua cái bên mà trung gian thanh toán là do sàn lựa chọn. Họ đã chỉ chọn mấy cái trung gian thanh toán như vậy thì chúng ta thanh toán như vậy. Có phương án 2 là chúng ta thanh toán qua thẻ tín dụng, qua ngân hàng, qua ví, rồi rất là nhiều cái phương thức thanh toán như vậy. Và khi mà thanh toán xong thì chúng ta chờ hàng đến. Bây giờ chờ mãi hàng không đến thì rõ ràng đây là một cái vi phạm về gọi là vi phạm hợp đồng. Tức là khi chúng ta đã đặt hàng thì trong cái hợp đồng nó, trong cái nghị định 52 và trong cái giao dịch mà chúng ta là thực hiện cái giao dịch đó, được hiểu là mình đã đề nghị giao kết hợp đồng và bên giao kết hợp đồng chấp nhận bằng việc là đã nhận cái tiền của chúng ta, và bây giờ hợp đồng đã được giao kết nhưng không thực hiện. Thì khi mà chúng ta không thực hiện khi một bên không thực hiện hợp đồng thì thông thường là sẽ được quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Nhưng trong tình huống này thì đi đâu kêu ai? Thì có những chỗ, đầu tiên chúng ta sẽ coi là chúng ta phải xem là trên cái sàn đó họ điều kiện cái quy chế hoạt động của sàn, giống như vừa nãy chúng tôi cũng thấy là luật sư Nam cũng đã để một số cái quy định quy chế hoạt động của sàn. Thì thường là các sàn sẽ có cái quy định đó, chúng ta sẽ xem cái quy định đó trước. Tiếp theo nữa là nếu chúng ta liên lạc với sàn rồi, sàn họ không giải quyết nữa, thì cơ chế tiếp theo mà người tiêu dùng nào cũng có cái quyền đó, kể cả không chỗ nào thể hiện, thì trong luật quy định là luật bảo vệ người tiêu dùng có quy định về vấn đề đó. Thì nếu chúng ta kêu tới cái cơ quan bảo vệ người tiêu dùng thì cơ quan bảo vệ người tiêu dùng theo thẩm quyền của mình sẽ hỗ trợ cho các bạn, cho chúng ta. Tiếp theo nữa là chúng ta có quyền gọi là khởi kiện. Ví dụ như chúng ta cũng nhìn thấy có rất là nhiều những cái hãng lớn mà mình mua có một lon nước thôi,
mà mình gặp cái vi phạm gì đó mình vẫn có thể đưa ra tòa, thì khi đó chúng ta, nếu chúng ta có trên sàn là chúng ta mua xong là chúng ta có chứng từ rõ ràng, chứng từ thanh toán rõ ràng, thì tất cả những chứng từ đó là cơ sở pháp lý vững chắc để chúng ta nếu muốn khởi kiện thì chúng ta khởi kiện. Nhưng mà tiếp theo mình sẽ nói là ồ, có bao nhiêu tiền, tôi mua có 100.000, bây giờ tôi phải đi làm những cái thứ như thế này thì nó sẽ như thế nào? Thì đó là câu chuyện chúng ta cân nhắc về về vấn đề tài chính, về vấn đề kinh tế. Tiếp theo nữa là có những trường hợp là chúng ta mua hàng, cái này là nói hơn nữa là chúng ta mua hàng thì có sẽ có trường hợp về nhà sản xuất trong đây nữa. Tức là đối với hàng mà bán trên những cái sàn đó thì sẽ có cái trường hợp là mình mua hàng, ví dụ như mình mua điện thoại, mình mua tivi, mình mua gì, thì nhà sản xuất là những cái người mà đã làm ra sản phẩm đó thì chúng ta còn có thể đến với những cái nhà sản xuất nữa nếu chúng ta gặp tình huống là tranh chấp đối với cái sản phẩm mà chúng ta nhận được. Còn trong tình huống này thì kết luận lại là chúng ta có rất là nhiều địa điểm để chúng ta có thể kêu nếu chúng ta đã trả tiền mà không nhận được hàng. Xin cảm ơn chị Quyên. Xin mời chị Lê Thị Thùy Trang, với góc độ là một cái giám đốc pháp chế về của Tiki, một cái đơn vị mà chúng ta khi mà chúng ta bán thương mại điện tử như vậy chắc là ít nhiều gì chúng ta cũng gặp nhiều cái trường hợp như vậy. Thì đứng góc độ là mình là một nhà cung cấp bán hàng sản phẩm thì Tiki có những cách giải quyết như thế nào, các chị có thể chia sẻ cho mọi người ở đây cùng nghe. Trang cảm ơn anh và xin chào hội nghị. Thật sự nếu bạn mua hàng trên Tiki, không chỉ là khiếu nại, nếu bạn có những cái không hài lòng, một cái gì đó mà nó không đúng như cái sự mong đợi, kỳ vọng của bạn khi bạn đặt hàng trên sàn, thì bạn có quyền hoặc là bạn có thể gọi đến cái bộ phận chăm sóc khách hàng của Tiki. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Tiki có trách nhiệm tiếp nhận cái đơn khiếu nại của bạn, đi tìm hiểu thông tin và phản hồi cho bạn trong cái thời gian nhanh nhất. Các câu trả lời này Trang trả lời trên nguyên tắc, bởi vì nó sẽ bao gồm luôn các khiếu nại hay những thắc mắc của bạn liên quan đến thanh toán và sau này về chất lượng hay về những cái thông tin sản phẩm v.v. Tất cả đều các kênh trả lời trực tiếp, đó là bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ là cái người tiếp nhận các cái khiếu nại của các bạn và sẽ có cái câu trả lời thỏa đáng của các bạn. Còn đi vào chi tiết các câu hỏi của anh chị liên quan đến cái việc thanh toán, thật sự sau khi nhận được cái tiếp nhận khiếu nại của các anh chị, các bộ phận trong Tiki sẽ phối hợp để xác định rằng cái vấn đề nó đang nằm ở đâu. Bởi vì các bạn biết trong một cái chuỗi về giao dịch thương mại điện tử, nó sẽ đến từ chủ sàn, nhà cung cấp, người tiêu dùng, chủ logistics, các ngân hàng liên quan v.v. trong cái chuỗi, trong trường hợp các bạn thanh toán online. Vì vậy cái quy trình để giải quyết hoàn tiền cho các bạn nó sẽ có một cái thời gian nhất định, bởi vì nếu mà quyết định hoàn tiền thì ngân hàng nó sẽ hoàn tiền là các bạn, thì nó sẽ có một cái độ chậm nhất định, 3 ngày hoặc 4 ngày gì đó, trên cơ sở cái hệ thống nó sẽ xử lý như vậy. Nhưng mà các bạn mà an tâm rằng nếu các bạn có nghĩ rằng bất cứ quyền lợi nào của mình khi mua hàng trên sàn bị xâm phạm thì hãy gọi đến cái số hỗ trợ chăm sóc khách hàng của sàn, họ có trách nhiệm sẽ phản hồi và thu thập thông tin để trả lời cho bạn câu trả lời thỏa đáng. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Lê Thị Thùy Trang. Vừa rồi thì chúng ta nghe một cái vấn đề về thanh toán trong cái giao dịch thương mại điện tử dưới góc độ của một cái luật sư và dưới góc độ của cái sàn cung cấp khi chúng ta xảy ra những cái tranh chấp như vậy. Bây giờ cũng một câu hỏi tôi cũng xin đặt ra và cũng xin nghe ý kiến từ anh Phan Trọng Đạt, giám đốc trung tâm hòa giải Việt Nam, cũng như là từ anh Nguyễn Thanh Tuấn, là quản lý cấp cao của Amazon Global Selling Việt Nam. Thì có vấn đề như thế này, thì vấn đề giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thương mại điện tử hiện nay á, nó có nhiều, cũng có nhiều vấn đề mà còn nhiều bàn cãi, thậm chí là nhiều cái điểm trống. Nhưng mà thực tế thì tranh chấp có những cái giá trị thấp á, thì các bên hoàn toàn có thể giải quyết qua việc thương lượng hoặc là hòa giải lẫn nhau. Tuy nhiên nếu mà tranh chấp này nó có giá trị cao và đặc biệt là những cái giao dịch có yếu tố gọi là xuyên quốc gia thì vì biết tranh chấp lúc này nó sẽ như thế nào và các bên cung cấp những cái chứng từ điện tử sẽ ra sao và những cái chứng từ này có được chấp nhận theo những cái quy định của pháp luật hiện hành không. Thì trước hết thì xin mời chắc anh Đạt có thể dưới góc độ mà pháp lý thì anh có thể chia sẻ một cái số. Dạ. Cảm ơn anh. Thực ra anh đặt ra một chùm câu hỏi tôi xin phép là cũng bắt đầu với đúng cái mạch của chúng ta đang nói về thương mại điện tử đấy ạ, và vấn đề của giải quyết tranh chấp. Thì nếu mà quý vị còn nhớ trong cái phần trình bày của luật sư Nguyễn Trung Nam ấy, thì anh ấy khảo sát 4 năm cái trang website thương mại điện tử, thì về cái nhóm để liên quan đến chuyện pháp lý này, chuyện tranh chấp này, thì
sơ sài không có, hoặc là sơ sài hoặc là thế nào đó mà làm khiến cho luật sư đọc cũng còn toát mồ hôi, đúng không ạ? Mà chúng ta thì nói thật, như ngày mai là ngày 11 tháng 11 là sale độc thân rồi, mà người ta cũng bảo mua nhanh trong một tiếng thôi, ai mà đọc cái đoạn đấy, chỉ cứ đọc những cái sản phẩm cứ thế là giỏ hàng tích vào thôi và thấy rẻ quá, cái này giảm 80%, 90%, thì đấy là cái thực tế nó như thế. Mình cũng nói đi nói lại là bởi bản cái người tiêu dùng của mình đang nói ở góc độ là B2C thôi, thì cái anh C là anh ấy quan tâm đến chuyện đấy nhiều hơn. Cho nên là mình cũng phải, tôi thì tôi thấy một cái ý rất là có thể sáng sủa, mà nó lại nâng hạng uy tín cho các cái trang bán hàng như của chỗ Tiki của chị đây, là mình hoàn thiện cái điều khoản term, general term and condition về giải quyết tranh chấp. Mà ví dụ là ghi là nếu mà giải quyết khiếu nại không được mà vẫn chưa hài lòng, thì cái này không phải quảng cáo đâu, thì dùng hòa giải. Tại vì mình động đến cái chữ hòa giải thì cái người nào mà người tiêu dùng của chúng ta đấy, người ta đọc cái chữ đấy người ta cảm thấy nó nhẹ đầu hơn. Chứ lại ghi là giải quyết tại tòa án thì người ta cũng chả đọc nữa, hoặc người ta cũng chán mà. Nhưng mà ở đây mình muốn nói cái ý là ghi như vậy nhưng mà thực tế là chưa chắc nó đã phải dùng đến đâu chị ạ. Đấy, tại vì là mình ghi để thể hiện một cái sự là ngay từ đầu lúc người ta đặt mua thì cái quy trình nó rất là rõ ràng, rất là minh bạch và nó rất là thân thiện. Nếu mà có tranh chấp thì cũng sẽ nỗ lực để dùng qua trung tâm hòa giải. Mà chúng tôi mà lúc mà ra cái sản phẩm rồi, quý vị click cái, thế lại từ Tiki nó lại nhảy ra cái trang web VMC online của chúng tôi. Thì dùng thì dùng, mà chưa dùng thì cũng không sao cả. Thế tất cả đều là online cả. Thì đấy là cái ý về câu chuyện là tranh chấp nhỏ đi. Bây giờ đến B2B thì cứ đương nhiên là B2B, lúc nãy nghe bài trình bày của anh iExport là chúng tôi cũng thấy phấn khởi. Thực ra là gì thì chúng ta nói chuyện gặp gỡ khách hàng này, cả một quy trình làm thế nào, các loại kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương này, để chốt được một cái để cuối cùng là mong muốn lớn nhất cuối cùng là nếu mà là người xuất khẩu thì bán được hàng chưa phải là thở phào đâu, tiền về và khách hàng trả lời là tôi hài lòng, thế mới là chứ còn tiền về xong lại còn thấy một tuần sau lại thấy một cái khiếu nại về chất lượng số lượng cũng còn vấn đề. Và ngược lại người nhập khẩu cũng thế, người nhập khẩu còn có khi còn lo hơn nữa ấy ạ. Đúng không? Người nhập khẩu lo hơn cả người xuất khẩu, thì chúng ta cũng không có thời gian để nói nhiều việc đấy. Thì chúng tôi chỉ nói một cái ý là câu hỏi của anh Tuấn về cái vấn đề về tranh chấp mà xuyên biên giới, thì tất nhiên là phương thức trọng tài là một phương thức mà cả thế giới họ tin dùng rồi. Cái khảo sát của những nơi như của Đại học Queen Mary của Anh, họ đã chỉ thấy rằng đến 90%+ là các giới doanh nhân của trên thế giới là người ta chỉ dùng phương thức trọng tài mà thôi. Một trong các đặc điểm mà chúng tôi chỉ không có nhiều thời gian để trình bày, một trong các đặc điểm mà quý vị cũng đều biết là hai bên, hai quốc gia khác nhau, họ không tin lắm vào tòa án của bất cứ nước nào cả. Thế cho nên họ phải chọn trọng tài quốc tế, chọn trọng tài quốc tế, và tiếp theo nữa là để khi mà quy định của pháp luật đấy, là có cái công ước New York 1958 mà bây giờ có tận 166 quốc gia vùng lãnh thổ là thành viên, nó có cái nội dung là phán quyết trọng tài tại một nước này thì sau này là thi hành được ở tại nước khác. Thì ý là như vậy, nó giúp cho, mà chúng tôi cũng kể rất là nhiều lần, là doanh nghiệp của chúng ta có một doanh nghiệp xuất khẩu gạo của An Giang xuất khẩu xuyên biên giới sang được cho Thái Lan. Thái Lan không chịu thanh toán tiền bởi lý do người ta bảo là có chất lượng trục trặc nọ kia. Để xử tại VIAC chúng tôi và phán quyết là tuyên là doanh nghiệp Thái Lan phải trả thêm nốt cái phần tiền còn lại, trả thêm cả các vấn đề về tiền lãi suất rồi bồi thường rồi vấn đề phí luật sư và các chi phí khác nữa. Và sau khoảng một năm, bằng các công cụ pháp lý, luật sư Việt Nam phối hợp với luật sư của Thái Lan, tiền đã từ Thái, không phải tiền bạc nữa, tiền đô la Mỹ về hẳn tài khoản đô la của doanh nghiệp Việt Nam. Thế chúng tôi rất là khuyến nghị phương thức trọng tài, còn phương thức hòa giải thì cũng khuyến nghị nữa, nhưng mà cái chuyện này thì nó cũng còn dài dòng nữa, sẽ hẹn một tập tới. Tôi xin phép là trả lời như vậy. Vâng, xin cảm ơn anh Đạt. Xin mời anh Nguyễn Thanh Tuấn, với góc độ là một cái nhà quản lý cấp cao của Amazon Global Selling Việt Nam, thì anh nhìn nhận về cái vấn đề này như thế nào? Thật ra thì cũng chia sẻ cho mọi người là sẽ có một số quý doanh nghiệp ở đây đã từng bán hàng hoặc là đang bán hàng trên Amazon rồi, thì mọi người cũng biết là trên Amazon sẽ có một cái tính năng trực tiếp trên Amazon Seller Central á, là về account health, thì mình gọi là sức khỏe tài khoản. Thì cái sức khỏe tài khoản nó sẽ chia làm 3 phần chính. Một cái phần là về phía khách hàng, là về mình gọi là customer experience, là trải nghiệm khách hàng khi mua hàng trên Amazon, cũng như là trải nghiệm khách hàng về cái món hàng của mình. Cái phần thứ hai là những quy định cụ thể của Amazon khi mà Amazon tiến hành gọi là có thể là xóa cái sản phẩm đó hoặc là khóa cái tài khoản đó, thì những cái yêu cầu đó Amazon sẽ đưa ra rất là cụ thể. Và cái phần thứ ba sẽ là cái phần là bởi vì mình bán hàng là xuyên biên giới, thành ra cái việc là mình đảm bảo hàng hóa tới đúng tay khách hàng cũng như là đúng cái thời gian mà mình cam kết khách hàng là cực kỳ quan trọng. Thì tất cả ba cái yếu tố đó Amazon sẽ cung cấp cho mọi người chính xác và cực kỳ chi tiết. Tôi lấy ví dụ như là về những cái quy định của Amazon, thì giả sử như khách hàng phàn nàn về chất lượng hàng hóa thì mình cũng sẽ biết chính xác là hàng nào là một, cái đơn hàng nào bị phàn nàn là hai, và khách hàng họ phàn nàn vì vấn đề gì là ba.
đó, những cái thông tin đó là cực kỳ trực quan, cực kỳ chính xác. Ngoài ra là cũng như là như chia sẻ của các anh chị trước, cũng như là các phiên chia sẻ trước, thì bất cứ một cái vấn đề nào phát sinh thì Amazon đầu tiên sẽ gọi là khi mà bán hàng trên Amazon á, Amazon sẽ giữ được một phần tiền của nhà bán hàng để đảm bảo cái việc là trải nghiệm khách hàng là tốt nhất. Chính vì vậy là nếu như mà nhà bán hàng không đưa ra cái hướng xử lý tốt trong một năm ngày như anh Tony có chia sẻ thì Amazon sẽ tiến hành hoàn tiền cho khách hàng. Đó, mình, những cái điều đó mình nên lưu ý khi mình giao dịch trên Amazon, và nhất là cái việc là mình bán hàng xuyên biên giới nữa. Và thứ hai là nếu như có xảy ra tranh chấp, chắc chắn là ở nước ngoài là sẽ đưa ra là trọng tài để mà giải quyết. Và như những cái chia sẻ chi tiết như là các anh chị là luật sư đã chia sẻ cho mọi người, thì Tuấn muốn lưu ý với mọi người là khi mà bán hàng trên Amazon, vì mình bán hàng xuyên biên giới, thành ra những cái thông tin về quy tắc ứng xử, những cái yêu cầu cho nhà bán hàng, và cuối cùng là những cái quy định của sàn Amazon, thì mọi người nên tìm hiểu cho kỹ, cũng như là đọc kỹ. Thì bán trên Amazon thì mọi người chỉ việc đọc, mọi thông tin Amazon đã cung cấp rất là đầy đủ, vấn đề là mình có đọc hết và mình hiểu hết tất cả mọi cái thông tin hay chưa. Đó, thì đó là cái lời khuyên của Tuấn về cái góc độ là sàn thương mại điện tử. Và Tuấn nhìn thấy là có rất là nhiều cái vấn đề khi mình bán hàng xuyên giới mình bỏ sót. Cảm ơn các anh chị. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Thanh Tuấn. Kính thưa anh Nguyễn Ngọc Dũng, với vai trò là Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, Welcome, thì hiện nay thì phải nói là trên cái sàn thương mại điện tử của thành phố Việt Nam của chúng ta thì nó có rất là nhiều sàn. Thật sự là hiện nay là chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, và thương mại điện tử thì nó gắn liền với cái công nghệ thông tin của chúng ta. Thì dưới góc độ của anh thì người ta có những câu hỏi đặt ra là làm thế nào để kiểm soát cái sự uy tín của các sàn giao dịch hiện nay khi có quá nhiều cái sàn hoạt động. Cái câu hỏi này nói chung nó mang tính chất nghĩ là cũng là khó vĩ mô đó. Thứ hai nữa là có một câu hỏi đặt ra là cái công nghệ tài chính với hình thức là peer spread thì cho vay ngang hàng thì có được coi là một cái sàn giao dịch điện tử hay không, hay là Grab thì có được coi là một cái sàn giao dịch điện tử hay chỉ là một cái chia sẻ về mặt kinh tế. Thì dưới góc độ của anh là một người Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử thì anh nhìn nhận ở những cái câu hỏi và các doanh nghiệp đặt ra như thế nào? Xin mời anh. Chúng ta có cái trang online.gov.vn. Ở đây có ai biết cái trang đó không ạ? Một mình bắt biết à? Không, một mình cũng bắt biết rồi. Vậy là ở đây không có ai là chủ một cái website bán hàng hoặc là chủ một cái sàn giao dịch thương mại điện tử, đúng không? Đâu có ai đâu. Tại vì nếu như những người bán hàng có uy tín, những người trực tiếp bán hàng thì phải biết cái trang này. Trang này là của Bộ Công Thương do Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số xây dựng nên. Tất cả đây là một trong những dịch vụ hành chính công, trong đó có cấp độ 4, cấp độ 3. Tức là nộp hồ sơ giấy sau khi đã đăng ký online, đó là cấp độ 3. Và cấp độ 4 là làm online 100% luôn. Thì trang này tên là online.gov.vn. Trên đây thì nếu như các anh chị là kinh doanh bán hàng trên thương mại điện tử, website bán hàng, thì các anh chị phải thông báo. Ví dụ Thế Giới Di Động bán điện thoại, bán tất cả các thiết bị số, thì họ lên trên đó họ thông báo là tôi là công ty gì, có hồ sơ làm sao, có đầy đủ tất cả các yêu cầu, là họ thông báo. Và khi họ thông báo thì họ mở tài khoản và họ được approve trên cái trang đó. Và đăng ký thì phải là doanh nghiệp. Đăng ký thì nó phức tạp hơn, nó phải có đề án, nó còn phải đưa ra và nó phải quản lý như thế nào. Lúc nãy luật sư của bên anh, anh Nam có nói có một số các sàn quy định nó không có cụ thể. Thực sự ra khi họ làm thủ tục đăng ký sàn và được Bộ Công Thương approve, đóng cái dấu logo là đã thông báo hoặc đã đăng ký với Bộ Công Thương, thì tất cả những cái đó đều phải được quy chuẩn. Tất cả những cái quy định, những cái khiếu kiện, khiếu nại căn cứ theo quy định của APEC và có đầy đủ chi tiết. Nhưng tôi không hiểu tại sao khi họ up lên thì họ lại cố tình hay vô tình bỏ qua những cái điều đó, có thể là gây bất lợi cho họ. Nhưng mà nếu như khi họ đăng ký hoặc thông báo với Bộ Công Thương thì chắc chắn họ phải đưa những cái điều đó chi tiết. Và trong quy định cũng ghi rõ luôn là phải đưa một cách rất rõ ràng ở footer cho người tiêu dùng dễ dàng nhìn thấy nhất. Cái đó quy định. Và trên cái trang online.gov.vn, đó là cái trang mà tất cả những người kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam
trong lĩnh vực thương mại điện tử đều phải đăng ký và thông báo. Nếu như không có trên đó thì là không có hợp pháp, hoặc là chưa đủ điều kiện để kinh doanh về thương mại điện tử. Đó là điều kiện bắt buộc. Trên cái trang đó, nếu như các anh chị muốn mua hàng của ai đó là người tiêu dùng thông minh hay là người tiêu dùng khôn lõi gì đó, thì cũng chịu khó lên trên đó kiểm tra coi cái tên của cái website mà mình mua hàng có trên đây hay không. Ông chưa có, ông đâu chịu pháp lý gì đâu, ông chưa có biết cái policy của cái Việt Nam pháp luật như thế nào thì mua hàng cho đâu làm gì. Thôi chịu khó mua những cái gian hàng nào có mặt trên đó đi. Như vậy thì tất cả các trang nào uy tín là phải có trên đó, đó là điều kiện tối thiểu. Còn uy tín hay không uy tín nó còn nhiều yếu tố khác nữa. Có khi xuất hiện trên đó rồi, có rất nhiều các công ty đang có giấy đăng ký kinh doanh, nhiều khi là xuất hiện ở trên các giải thưởng về đất Việt hay là sao vàng hay là chất lượng cao gì đó. Nhưng mà khi họ sai thì họ vẫn cứ sai thôi. Cho nên làm sao mà chúng ta xác định được đâu là uy tín? Uy tín là gì? Còn có những cái công cụ khác, chúng ta lên những cái web so sánh, chúng ta lên những cái trang cộng đồng mạng về những cái đó và chúng ta coi comment. Thực sự ra thì có đối thủ nói xấu nhau, nhưng mà chúng ta đọc thì chúng ta phải biết rằng người ta góp ý một cách chân thành, người ta đưa ra những cái khuyến cáo nó rất rõ ràng. À, còn có thêm cái nữa là báo vi phạm, báo xấu, thì trên cái trang online.gov.vn chúng ta có một cái nơi gọi là báo vi phạm. Thì chúng ta chưa có báo gì hết, nhưng mà chúng ta lên trên đó coi, chúng ta search coi có cái tên, cái website mà chúng ta chuẩn bị mua hàng nằm trên đó hay không. Rồi những cái trang vi phạm như thế nào, những cái trang ăn gian nói dối như thế nào, bán hàng không đúng nào, có trên đó. Và cũng tham gia vào VIAC, có gì nhắn qua cái hệ thống hỗ trợ của VIAC hỏi là ông có xử lý tranh chấp ông này được không. Nhiều khi ổng vi phạm rồi, nhưng mà thông qua các hòa giải, qua VIAC, ổng đã thay đổi. Và tôi cũng đã nói với cơ quan quản lý nhà nước, bởi vì Hiệp hội Thương mại điện tử không phải là cơ quan quản lý nhà nước, không có xử, không có quy ra quy định, mà đây là cái cộng đồng. Thì chúng tôi cũng kiến nghị đối với các nơi liên quan thì chúng ta phối hợp với nhau lại làm sao để tạo ra được những sách trắng, những cái trang mà gọi là những cái whitelist để hỗ trợ khuyến khích người mua hàng lên trên đó. Các sàn cũng vậy, các anh chị cũng phối hợp với nhau để tạo ra được những cái trang đảm bảo, mua hàng đảm bảo, trả tiền sau, có khi một tuần sau luôn thì người bán hàng mới được nhận tiền. Thì cái này đã làm từ rất lâu rồi, nhưng mà nó chưa có rốt ráo và nó chưa có một cách rõ ràng. Còn nhiều thứ khác về uy tín. Cái thứ hai nữa là bây giờ cái về fintech. Trong cái nghị định 52 sửa đổi bổ sung vừa rồi, các anh chị lên trên mạng các anh search dự thảo nghị định mới sửa đổi cho nghị định 52 thương mại điện tử, xài từ ngữ gì hết sẽ cũng có, download các bạn đó về. Trong đó có ghi rất rõ những cái sàn nào được gọi là sàn thương mại điện tử, ngoại trừ ra là không phải là fintech, không phải là sàn vàng, không phải là sàn chứng khoán, không phải là crypto, thì đương nhiên nó không thuộc sàn thương mại điện tử. Và cái định nghĩa sàn thương mại điện tử cũng đã quy định trong cái nghị định rất là rõ, chúng ta cũng không cần phải nói ở đây. Nhưng riêng về peer-to-peer lending, bản thân nó không được công nhận tại Việt Nam là một cái sàn chính thức. Và hiện nay tôi đảm bảo các anh chị đang hoạt động đại đó. Và bản thân Ngân hàng Nhà nước là đơn vị được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ là để gì? Để xây dựng cái cơ chế sandbox để quản lý, cũng không phải quản lý, đưa vô sandbox để xem, đưa các mô hình thử nghiệm, trong đó có thể là crypto, có thể là blockchain, có thể là cho vay ngân hàng, tức là P2P lending, và các hoạt động tài chính ngân hàng khác. Và hết rồi anh ạ. Dạ, có thêm câu Grab có được coi là cái sàn giao dịch thương mại điện tử không anh? À, Grab thì hiện nay bây giờ Grab là không phải là một công ty như chúng ta xem là gọi xe nữa. Họ có Grab Food, họ có Grab Car, họ có Grab, nói chung là nhiều Grab lắm. Và cả họ là tạo ra cả một cái hệ sinh thái, và đây là một đối thủ cực kỳ đáng gờm với tất cả các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Trong đó có cả Tiki cũng phải hơi ngại con Grab này khi mà ông làm đủ thứ hết. Thì mỗi cái hoạt động của Grab họ sẽ đăng ký và họ sẽ hoạt động. Nhưng mà nếu mà nói Grab chung thì đó là kinh tế chia sẻ. Grab, nếu mà mọi người hay gọi Grab thì nói về xe cộ là chính. Chứ họ không đi sâu vào ví dụ như là những cái chương trình về giao food nè,
những cái chương trình họ đưa cái sàn lên, thì mỗi chức năng của Grab thì sẽ chịu trách nhiệm chi phối bởi một cái cơ quan khác nhau. Cho nên một câu hỏi nó rất là chung, thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái việc mà chúng ta hỏi đó là chúng ta đang hỏi về cái khu vực nào. Và cũng dễ thôi, các anh chị cũng tự động tìm kiếm thôi. Tôi không tìm kiếm ông Grab ở trên cái sàn đó, tại vì tôi cũng xem đó là một kinh tế chia sẻ. Nhưng biết đâu từ bữa giờ là ông đã đăng ký mới rồi. Cho nên các anh chị cứ lên trên cái online.gov.vn, các anh chị search Grab thì các anh chị thấy rằng Grab đã đăng ký dịch vụ gì trên đó. Nếu không đăng ký thì coi như không có, hoặc là ông chưa đăng ký. Như vậy đó. Vâng, xin cảm ơn anh Dũng. Cũng xin cung cấp thêm một cái thông tin để chúng ta biết. Thì báo anh chị là trong năm ngoái 2019 thì Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư thì có cùng với đoàn công tác của đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đi công tác tại Singapore và Indo. Thì lúc đó là tôi được giao nhiệm vụ tổ chức hai cái cuộc hội thảo kêu gọi thương mại đầu tư cho thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm đó thì tại Singapore thì là Grab đã ký một cái hợp tác MOU hợp tác mà chúng tôi phải đứng ra tổ chức, giống như hồi nãy tôi ký với anh Dũng vậy đó. Thì ký chứ có sự chứng kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, rồi có đồng chí Phó Chủ tịch Phố Võ Văn Hoan. Thì là Grab hợp tác với công ty Sovico. Sovico này là một tập đoàn các anh chị. Chỗ anh Hùng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, là chồng chị Thảo đó, chị Thảo của công ty Vietjet. Đó, thì phải nói là cái sự phát triển vững mạnh của Grab hiện nay là họ cam kết một chính sách đầu tư lâu dài tại Việt Nam của chúng ta. Và khi mà lại ký kết như vậy, phải nói là tổ chức cũng rất là ấm cúng và trang trọng. Và cũng xin cung cấp thêm một số thông tin như vậy cho anh chị biết. Tiếp theo thì xin phép đặt cho chị Nguyên một câu hỏi. Đó là câu này thì tôi nghĩ cũng đơn giản. Đó là cái khung pháp lý Việt Nam hiện nay á, có hạn chế đối với những cái chủ thể. Chủ thể ở đây có chúng ta bao gồm là những cái tổ chức hoặc những cá nhân mà chủ thể này là chủ thể nước ngoài tham gia vào sàn giao dịch thương mại điện tử đặt tại Việt Nam hay không? Xin mời chị. Riêng về cái vấn đề này á, thì như tôi trình bày là nếu mà xét về cái nghị định 52 về giao dịch thương mại điện tử thì hiện nay là tổ chức cá nhân nước ngoài mà giao dịch tại Việt Nam hiện nay thì chưa được quy định trong nghị định 52, tức là quy định này nó đang còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên nếu các bạn mà mở cái dự thảo ra thì sẽ thấy nguyên một mục năm là một mục mới là được bổ sung vào để điều chỉnh toàn bộ các cái giao dịch mà các cái hoạt động mà các tổ chức cá nhân nước ngoài mà vào Việt Nam mà thực hiện hoạt động trên sàn thương mại điện tử Việt Nam. Tức là hiện nay thì rất là nhiều các cái gọi là người sử dụng ở đây, customer tại Việt Nam đang có cái khuynh hướng là họ mua hàng ở nước ngoài. Đó, họ mua trên những cái sàn Việt Nam hoặc thậm chí họ tự mua những cái sàn ở nước ngoài luôn và hàng bán vào Việt Nam. Thì hiện nay nếu xét về mặt khung pháp lý thì nó có, nhưng mà chưa có cái cơ chế cụ thể. Ví dụ như là WTO về vấn đề xuyên biên giới, về giao dịch xuyên biên giới và tất cả những cái quy định. Tuy nhiên nghị định 52 cụ thể riêng thì không nói gì tới cái đối tượng là nhà đầu tư, là đối tượng là công ty, tổ chức hoặc cá nhân người nước ngoài. Tuy nhiên với cái dự thảo này và khi dự thảo được thông qua thì toàn bộ hoạt động của nhà cung cấp mà nước ngoài á, thì sẽ được điều chỉnh bởi cái nghị định 52 mới. Và khi đó những cái sàn á, chắc chắn là các bạn mà làm sàn thì phải lưu ý cái quy định này. Khi mà chúng ta có nhà cung cấp là nước ngoài thì chúng ta phải đặc biệt lưu ý là phải đối xử với họ như thế nào, phải lấy những cái quy định, phải lấy những cái thông tin gì đảm bảo mình có đủ những cái đó như thế nào theo cái nghị định sửa đổi. Xin có một cái hai câu hỏi đặt ra với chị Thùy Trang, giám đốc pháp chế của Tiki. Câu thứ nhất á, là đối với một cái sàn giao dịch thương mại điện tử mà đa dạng ngành hàng giống như Tiki á, thì cái thách thức và cái vai trò của cái ban pháp chế sẽ cần đẩy mạnh trong cái vấn đề gì? Đó là cái câu thứ nhất. Dạ, cái này là đúng của chị luôn, là pháp chế. Dạ, cái câu thứ hai mà mình nghĩ là chị có thể chị trả lời luôn, đó là vai trò của cái thương mại điện tử trong cái xác định tính hợp pháp của hàng hóa và trách nhiệm liên quan khi xảy ra những cái sự kiện về mặt pháp lý thì sẽ giải quyết như thế nào? Xin mời chị ạ. Liên quan đến vấn đề là cái thách thức hay cái
legal document và bạn sẽ làm tất tần tật cái đó. Tuy nhiên, trước khi làm Tiki thì Trang cũng làm in-house của những công ty khác. Về mặt bản chất công việc thì nó không có sự khác biệt nhau lắm. Nhưng rõ ràng trong thương mại điện tử, cái tính quy mô nó hoàn toàn khác nhau. Nếu các bạn làm trong những cái doanh nghiệp bình thường, các bạn có thể có điện tử, cái đối tác của các bạn nó lên đến hàng triệu. Và trong những trường hợp như vậy, cái người legal mình phải đặt ra trong trường hợp mình đặt trong một cái quy mô lớn như vậy. Lực lượng pháp lý thì thật ra lực lượng sale hay như gì đó thì nó có thể nhiều, nhưng pháp lý trong công ty nào nó cũng sẽ rất là hạn chế. Vì vậy, các bạn phải làm cái gì? Thứ nhất là các bạn phải chuẩn hóa những cái mẫu hợp đồng, những cái thông báo, cố gắng chuẩn hóa ở mức có thể. Sau đó mình làm gì? Mình sẽ transfer knowledge, tức là mình sẽ đào tạo, chuyển giao, hướng dẫn các bộ phận khác hiểu cái vấn đề đó để họ có thể tự thực hiện, và bạn chỉ ở vai trò giám sát hoặc là kiểm tra trong từng thời điểm nhất định thôi. Bạn không thể ôm tất cả mọi thứ bạn làm. Các bạn cứ hình dung như một cái chai, nếu các bạn là cái nắp thổi, cái nút chai, cái cổ chai á, thì vô tình các bạn đã làm cho cái business, cái công ty của bạn nó không thể tăng trưởng được nếu các bạn ôm đồm và làm nhiều quá. Cho nên trong cái cách này thì thương mại điện tử về vai trò in-house nó sẽ không khác với lại những cái trong trường hợp các bạn làm in-house của những công ty khác, nhưng nó sẽ khác ở mức quy mô. Cho nên cái cách làm việc hay cái phương thức làm việc làm sao bạn đặt trong cái quy mô lớn như vậy để đem lại cái hiệu quả mà nó không cản trở sự phát triển của business, đó là cái thách thức và cái khác biệt. Tôi thấy giờ Tiki có VIAC ở đây rồi, có EP ở đây rồi, chắc là phải phối hợp với nhau và giao luôn mấy cái phần giải quyết tranh chấp đó đi thì mới nhanh được. Trang xin phép đứng ở phía cạnh business để truyền đạt mọi người. Khi bạn đã làm kinh doanh thì bạn đã xác định rằng nhà bán hàng, nhà cung cấp hay người tiêu dùng là những người đồng hành của bạn. Bạn không thể tự một mình tăng trưởng, bạn sẽ tăng trưởng cùng với những người đồng hành khác. Tuy nhiên chẳng qua trong quá trình hoạt động kinh doanh, các bạn sẽ có những cái các bạn không cùng ý chí hướng, hoặc có những cái hoặc là một số người có những cái hành vi không phù hợp, thì đó là những cái là tất yếu nó sẽ diễn ra. Nhưng mà với một cái người làm kinh doanh business thì rõ ràng là mình luôn luôn có những cái sự mong muốn những cái gì đó dĩ hòa vi quý nhất đối với những cái đối tác kinh doanh trên sàn cũng như đối với người tiêu dùng. Vâng, câu hỏi thứ hai xin mời chị. Dạ, câu với chị có thể trả lời ngắn gọn thôi. Vai trò của sàn thương mại điện tử trong cái xác định tính hợp pháp của hàng hóa và trách nhiệm liên quan khi xảy ra những cái sự kiện về mặt pháp lý. Vậy thì chúng ta trước khi trả lời pháp lý, chúng ta đi về cái bản chất thương mại điện tử là gì các bạn? Bởi vì chúng ta không thể kinh doanh truyền thống offline lên mô hình online. Và cái điều đó nó chỉ sẽ tạo ra một số cái đặc thù khác biệt, là ví dụ đối với thương mại điện tử các bạn giao dịch trên internet, và đó nó sẽ là một cái không biên giới borderless. Nó là những cái mà bạn không thể physical nhìn thấy các sản phẩm, nhưng bạn vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh, đọc được những thông tin sản phẩm vân vân. Xét về mặt bản chất thì nó sẽ không có sự khác biệt nhiều giữa vai trò người mua người bán, hay là một cái các bạn hình dung như chợ Bến Thành đi, các bạn sẽ có người mua người bán và ban quản lý chợ, đúng không ạ? Thì trên sàn thương mại điện tử nó cũng sẽ như vậy. Và thật ra người tiêu dùng không hề đơn độc. Người tiêu dùng được rất nhiều cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ. Các cơ quan luôn có những hoạt động thanh tra, kiểm tra hàng năm để đảm bảo rằng các quy định trên sàn, các hoạt động giao dịch diễn ra trên sàn, tài liệu lưu trữ, mọi thứ nó được minh bạch và nó ở khía cạnh bảo vệ cái quyền lợi của người tiêu dùng. Ngay cả khi các bạn khiếu nại ra những cái cơ quan tư pháp thì ở khía cạnh nào đó người ta vẫn nhìn người tiêu dùng ở vai trò cần được bảo vệ. Do đó thật sự nói rằng người tiêu dùng ở Việt Nam không hề đơn độc. Trong quan còn đối với lại bản thân là một cái người là sàn kinh doanh thì nó là luật, thật ra luật nó là những cái tiêu chuẩn tối thiểu mà bạn phải tuân thủ. Tuy nhiên trong hoạt động kinh doanh có những cái nếu mà tinh thần trách nhiệm mình thấy rằng mình cần làm cái điều đó thì ngay cả luật không yêu cầu, mình vẫn vượt xa những yêu cầu của luật để đáp ứng cái điều đó cho người tiêu dùng. Nếu mình thấy đó là cần thiết, là trách nhiệm.
Cho nên thành ra làm kinh doanh thì nó sẽ có nhiều cái trăn trở và làm rất là nhiều. Nhưng mà người tiêu dùng hoặc đối tác có hiểu hay không là câu chuyện khác. Và thật sự một khía cạnh nào đó mình cũng rất mong muốn rằng trong cái hội trường mình, bản thân làm người tiêu dùng thì mình cố gắng, bản thân Trang cũng là người tiêu dùng đó à, nhưng mà mình cũng phải là một người tiêu dùng được trang bị thông tin. Khi mình mua một cái sản phẩm nào đó trên sàn thì mình phải tìm hiểu cái thông tin về cái sàn đó. Khi mình chọn một cái sản phẩm, mình xem các thông tin sản phẩm, xem nhà bán, xem những cái phản hồi của những người mua trước đây, xem việc đánh giá dịch vụ của những cái khách hàng khác, và hãy là một cái người tiêu dùng mà mình có đầy đủ thông tin để tự trang bị và bảo vệ mình trước hết ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Trang. Một câu hỏi đặt ra cho anh Đạt, đó là xin anh cho biết cái việc giải quyết tranh chấp ADE, nếu bên bị kiện không chấp nhận tham gia giải quyết thì sẽ xử lý nó như thế nào, và cái phí hòa giải này thì sẽ do ai chịu? Một câu hỏi rất là về chuyên môn. Cho nên là với câu hỏi chuyên môn thế nên tôi trả lời nó dân dã tí cho nên đỡ mệt vào lúc trưa như này. Trong chuyện hòa giải mà chúng tôi thấy ấy, cái phương thức hòa giải mà quý vị nào đặt ra câu hỏi này thì là đang có tư duy theo kiểu cũng là chiến đấu tại tòa án hoặc là chiến đấu tại trọng tài, tức là phải có thắng có thua, và nếu mà thắng mà thua mà bất mãn thì lại phải xem vùng vẫy cái việc thi hành như nào. Thì thế thì tôi chỉ muốn nói cái ý là riêng cái phương thức hòa giải này nó lại hơi đặc biệt, là nó gần như nó là phương thức duy nhất mà không phải chiến đấu mà lại giải quyết được tranh chấp. Thế thôi ạ. Thì nó thế này, nó không có nhiều thời gian để mình nói, nhưng mà mọi người cứ thử có tranh chấp rồi nghĩ đến hòa giải xem, và dùng hòa giải thì mọi người sẽ thấy rằng là tất cả cái chuyện mà mọi người mà hòa giải với nhau là chính vì lợi ích. Vì tôi nói cụ thể là chỗ, vì tôi xin phép lấy tên của Tiki nhá, Tiki và một khách hàng chẳng hạn, nếu mà trải qua các cái khâu nội bộ, khâu thương lượng đấy ạ, đúng không ạ, quá trình đàm khiếu nại và thương lượng không được thì mà ra đến hòa giải, thì thực sự mà nói là cái tâm thế lúc đấy là sẽ có thêm hòa giải viên, có Tiki và có cái người đang có người tiêu dùng nào đó đi đang tranh chấp với Tiki, thì cái tâm thế thực sự mà nói là giải pháp là từ chính Tiki cùng đưa ra với người tiêu dùng đấy, là bảo là tôi đồng ý thế nọ, tôi đồng ý, rất là bí mật ạ, chuyện bí mật, rất là bí mật, mà không lan tỏa, người khác không biết được, để cũng theo đó mà bắt chước đâu chị ạ. Đấy thì thì cái việc đó là nó đưa vào một cái gọi là văn bản về kết quả hòa giải thành này, có ký bởi đại diện của Tiki và cái người tiêu dùng đấy và hòa giải viên như chị Quyên đây, thì cơ bản mà nói tôi trả lời luôn là họ tự nguyện thi hành. Và cái này là thống kê của thế giới nó cũng ra rồi, là với cái kết quả mà hòa giải thành ấy, nó không động chạm đến chuyện là phải đấu tranh để cưỡng lại thi hành được đến 90%. Thế còn lại cái 10% mà bởi cái lý do nào đó mà nó còn lỗi phạm ra đấy, thì luật của Việt Nam mình được cái là rất là tiến tiến anh ạ. Là chương 33 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 đã bảo rằng nếu mà hòa giải thành xong rồi thì một hoặc các bên có quyền yêu cầu tòa để ra quyết định để công nhận cái đấy, và để rồi xem nếu mà bên kia không tự nguyện thi hành thì cầm quyết định của tòa cộng với cái hòa giải thành mang trực tiếp ra cơ quan thi hành án cưỡng chế thi hành như bản án của tòa án. Nhưng mà tôi cũng không mong thì cái khúc đấy xảy ra đâu, cái khúc đầu là quan trọng. Thế còn về phí thì quy định rất là thoải mái, là phí là do các bên thỏa thuận. Thế trường hợp bình thường mà chưa có thỏa thuận gì thì cơ bản là mỗi bên sẽ nộp nửa. Nhưng mà chúng tôi cũng có cái suy nghĩ trong cái trường hợp đối với cụ thể là cái quan hệ giữa B2C thì có lẽ nên có hướng thỏa thuận theo hướng là B là nơi mà cần uy tín, cũng là phải gọi là muốn giải quyết rất là êm đềm với khách hàng. Chứ thưa với chị là giả sử khách đến người ta kiện ra tòa mà người ta thắng mình thì cũng đánh uy tín của mình ra phết ấy. Rồi người ta lên trang online.gov.vn của cho anh giới thiệu mà người ta cứ tích vào đấy, rồi cái thứ của mình nó không còn top 10, top 5, top 3 mà lại xuống top 100 hoặc là out 100 thì nó cũng rất là ảnh hưởng. Thế cho nên là cái vấn đề về phí do các bên thỏa thuận. Và trong trường hợp cụ thể B2C thì chúng tôi khuyến nghị có lẽ là đi để đi hòa giải. Thì bên B nên chấp nhận là gánh cái đấy cho người tiêu dùng của mình cũng là tốt. Đấy thì tôi cũng đưa ra cái câu trả lời cho hai cái câu hỏi của anh như vậy. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh Đạt. Kính thưa các anh chị, đến giờ này thì phải nói là các anh chị mà ngồi lại là tôi nói là các anh chị thật sự là những người rất quan tâm đến về lĩnh vực thương mại điện tử. Và hôm nay mà điều mà tôi vui nhất đối với tôi là nhà tổ chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, vì khi mà chúng tôi suy nghĩ, khi chúng tôi chọn chủ đề về cái thương mại điện tử này và những cái tranh chấp, những cái pháp lý, thì chúng tôi cũng đã làm việc rất là kỹ, làm với anh Dũng, làm với anh Châu Việt Bắc đây, để mình làm sao là, tại vì bây giờ cái thương mại điện tử đó là một xu thế tất yếu mà chúng ta không thể đứng bên lề, đó là một câu khẳng định như vậy. Thế giới bây giờ người ta tiến bộ và ngày hôm nay chúng ta còn ngồi đây, nhưng mà chỉ cần một năm sau cái sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật,
nó đặt ra. Có bao giờ chúng ta nghĩ là hồi đó chúng ta cứ quen một cái cách là chúng ta đi chợ, chúng ta vô cái chợ truyền thống, chúng ta mua sắm không con? Nhưng bây giờ thì không cần, các anh chị ngồi ở nhà lít chuột lên, à, giờ muốn ăn một cái bánh mì gì đó, một cái tô mì nào đó vân vân, là sẽ có người đặt hàng xong lại có người giao cho mình trả tiền phí vân vân. Những cái giao dịch thương mại nó rất là nhiều. Thì hôm nay khi mà chúng tôi chọn chủ đề này thì chúng tôi rất cân nhắc khi chúng tôi lựa chọn những cái báo cáo, những cái diễn giả. Và chắc rằng trong cái buổi sáng ngày hôm nay khi cung cấp thông tin cho các anh chị là những cái chuyên gia trong lĩnh vực này họ cung cấp những vấn đề cơ bản nhất. Và trong cái phần hỏi đáp ngày hôm nay cũng đã đưa ra những vấn đề tạm thời tôi cho là cơ bản nhất. Tuy nhiên đối với những lĩnh vực chuyên sâu ở đây rất là nhiều doanh nghiệp, giống như có nhiều anh chị đã giơ tay lên, thì tôi nghĩ trong cái thời gian mình cũng có hạn, hôm nay mình cũng lố 30 phút rồi các anh chị. Thì tôi mong muốn rằng thông qua cái cuộc hội thảo ngày hôm nay, sau khi kết thúc cuộc hội thảo thì các anh chị chúng ta có thể gặp gỡ riêng các diễn giả, chúng ta lấy thông tin. Tôi nói với anh chị là hôm nay tôi rất là vui, tại vì hôm nay về góc độ pháp lý, chỗ anh Phan Trọng Đạt là giám đốc trung tâm hòa giải của Việt Nam VMC. Em xin phép 5 giây em là phó giám đốc thôi ạ. Giám đốc là chú Nguyễn Sĩ Dũng, ngày xưa là phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội. Dạ, vậy là chắc là tôi nhầm. Mà như... Lúc nãy bạn MC bạn đọc chữ thường trực là chính xác đấy, nhưng mà thêm chữ phó vào thì tốt hơn. Dạ, dạ vâng, xin lỗi. À, và thứ hai đó là chị Hoàng Nguyễn Hạ Uyên, là giám đốc điều hành công ty luật LNT và Partner. Thì quý vị doanh nghiệp ở đây, chúng ta có thể sau cái cuộc hội thảo này, doanh nghiệp ở đây rất là nhiều, khi chúng ta làm thì đôi khi chúng ta làm thì chúng ta cũng quan tâm đến vấn đề pháp lý đó, nhưng mà khi đụng chuyện thì mình cũng không biết là bây giờ mình liên hệ với ai. Thì xong qua cuộc hội thảo này thì tôi mong rằng các anh chị chúng ta có thể là lấy name card của các anh chị này, và chúng ta hoàn toàn có thể là nhờ một cái sự tư vấn, nhờ một sự trợ giúp về dưới góc độ pháp lý. Còn về đối với doanh nghiệp mà chúng ta muốn cung cấp hàng vào những cái sàn thì có thể liên hệ với chỗ anh Nguyễn Thanh Tuấn đây, quản lý cao cấp Amazon Global Selling, hay là chị Lê Thị Thị Trang, giám đốc của về mặt pháp chế của Tiki, hay là những anh chị nào ở đây là những cái sàn thương mại điện tử rồi, thì người ta nói là buôn có bạn, bán có phường, liên hệ với anh Dũng. Anh Dũng thì anh nào quản lý cái ảnh là phó chủ tịch hiệp hội của thương mại điện tử Việt Nam. Ở dưới thì anh thấy anh giơ tay, xin lát nữa thì anh sẽ gặp riêng các anh chị khi mà chúng ta có những vấn đề nào quan tâm á ấy. Thì dưới góc độ là nhà tổ chức thì hôm nay thì thay mặt cho ba đơn vị cùng đồng phối hợp tổ chức cùng với cho anh trong Việt Bắc, chỗ trọng tài quốc tế, rồi anh Dũng của Vcom và ITBC chúng tôi, thì chúng tôi phải nói là rất là vui có thể là mình tổ chức một cái cuộc hội thảo mà nó cung cấp được những cái thông tin hữu ích đến toàn thể quý doanh nghiệp. Và cái sự hiện diện của quý vị đến thời điểm này bây giờ cũng gọi là đúng ngọ rồi, đúng 12 giờ rồi, lố của chương trình 30 phút rồi, đã nói lên được sự quan tâm của anh chị. Và chúng tôi mong muốn rằng trong thời gian tới thì các quý doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng với ITBC, cùng với chúng tôi, cùng với chỗ anh Bắc, chỗ bên VIAC, chỗ bên Vcom, chúng ta sẽ cùng có những cái cuộc hội thảo mà nó chuyên sâu hơn nữa về cái thương mại điện tử, để làm sao chúng ta giúp cho cái sự phát triển của cái thương mại điện tử của Việt Nam nói chung và của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta nói riêng ngày càng phát triển hơn. Xin phép thay mặt ban tổ chức tôi xin tuyên bố là kết thúc cái hội thảo ngày hôm nay, và xin chúc sức khỏe toàn thể quý vị. Xin cảm ơn.